F lớn là nguyên hàm của F, F2 bằng 1, tức phân của thằng F lớn x dx bằng bằng 1. Tính này thì nhìn vô đây là gì? Đa, đây là hàm, đúng chưa? Nhất gì? Nhất lô, nhì đa, tam lượng tứ, tứ mũ, thì ở đây có đa, đặt u bằng x suy ra là hàm du bằng, chốt. Cái thằng còn lại nè, dv sẽ bằng fx dx, tính tích tích phân, được chưa? V tích phân, đang kêu tính tích phân nha, em làm nháp ở đây, tích phân của fx dx, tích phân hay là nguyên hàm của fx fx dx chính là f lớn x, kịp không? Vậy v sẽ bằng f lớn x, kịp. Rồi quy tắc n, 1 nhân 2 3 4, 1 nhân 2 là cái đề, 2 nhân 3 là x nhân f x, kịp. Từ bao nhiêu? 0 đến 2 trừ 3 nhân 4 x phân từ f x lớn đề x từ 0 đến 2. Bắt đầu thế cận trên vô trước, 2 f2 trừ 0, chốt, trừ thằng này, đâu đây 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 đây, thấy chưa? Thấy chưa đã? Này ra mấy? 2 nhân f2 nhiêu? Trừ 1 bằng